Hôm nay đi chợ được mua được mấy quả đào về biếu cho bố mẹ. Buổi trưa thì về, bây giờ mẹ đang nấu cơm ăn trưa các bạn. Xong cái nào sao? Đang nấu ăn trưa. Đây là món giá đỗ, gọi là giá đỗ trộn gia vị à. Ở Hàn Quốc họ hay ăn như thế này chứ không có xào như Việt Nam mình. Mẹ chồng thì buổi sáng đi làm thêm, đi dọn dẹp. Buổi trưa thì về nấu ăn sẵn. À, em cùng với chồng và bố chồng thì đi hái ngô, bây giờ về là chỉ có ăn trưa thôi. Mẹ nấu ăn rất là ngon, và đây là cá tím xào các bạn ạ. Cá tím xào. Wow, đây là món. Bạc sao, bạc có chứ hẹn mì cái gọn ý. Nè, nấu có chua rồi mà. Cô mặt cũng nhá. Đây là thịt, thịt xào kim chi với lại các cái loại rau củ. Xào kiểu Hàn Quốc thì xào như thế này các bạn. Nó cứ phải đỏ đỏ rồi có ớt rồi có tương ớt cho vào. Đây là thịt ba chỉ xào. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Em là cơm ăn là phải có thịt mới ăn được cơ. Mẹ chồng em đang nấu ăn đấy. Mẹ chồng em thì cứ có thói quen là nấu nướng xong là phải dọn hết. Vậy cho nên là nấu đến đâu thì nó sạch đến đấy. Dọn dẹp nó cũng rất là dễ các bạn ạ. Và đây các món ăn đã lên rồi đây. Chỉ cần đợi cơm nữa thôi. Cơm nó đang đun sôi các bạn ạ. Hôm nay thì ăn rất là đơn giản. Và đây là bữa ăn thường ngày của người Hàn Quốc. Đây là đào em vừa mới mua và bây giờ gọt ra nó như thế này các bạn ạ. Rất là giòn và ngọt. Rau này là nhà tự trồng cho nên cũng không phải mua. Đây là cơm mẹ chồng em nấu các bạn ơi, cho đỗ vào rồi các cái loại hạt nữa, nhìn rất là ngon. Đây là nồi nấu cơm cuckoo của Hàn Quốc đây. Cơm rất là dẻo và ngon, nhìn rất là tuyệt vời đúng không ạ? Wow, bới bát cơm nào, bát cơm đầy ụ lên. À, mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình nhà em. Và nhìn đầu chồng em kìa, vừa mới đi hái ngô về cho nên nó rối bù lên. Và đây là bữa cơm gia đình rất là đơn giản tại Hàn Quốc. À, ăn trưa. À, bình thường thì bận quá thì cũng hay ăn quán, còn có thời gian thì nấu cơm ở nhà. Buổi sáng ngày hôm nay thì mẹ chồng em đi làm thêm, gọi là đi dọn vệ sinh. Ở Hàn Quốc thì người già 70 tuổi, 75 tuổi vẫn đi dọn vệ sinh, vẫn đi làm ở ngoài bình thường. Gọi là đi làm thêm một tháng thì đi làm khoảng 10 đến 12 ngày thôi. Lương thì theo lương cơ bản trợ cấp của bộ xã hội của nhà nước, gọi là trợ cấp cho người già. Công việc thì cũng khá là đơn giản, đi quét dọn rồi lau những cái nhà vệ sinh công cộng. Và ngày nào cũng dọn cho nên là đa số là nó cũng sạch lắm các bạn ạ. À. Và đây bữa cơm gia đình nhà em ngày hôm nay, thịt này là thịt ba chỉ xào rất là thơm. À, giá đỗ trộn gia vị này, cà tím xào, kim chi củ cải. Và bây giờ chồng em đang cuộn rau ăn với thịt. Hàn Quốc thì rau hay cuộn cùng với thịt như thế và cho tương ớt vào ăn rất là ngon. À, bố mẹ chồng em đang ăn cơm rất là ngon. Thịt gì? Thịt gì? Thịt lợn. Ăn cơm thịt lợn. Thịt lợn chồng ơi, thịt lợn. Thịt lợn. À. Thịt lợn thôi có chết không ấy chứ. Ồ, chết cười với ông chồng nhà em. Và mời cả nhà cùng ăn cơm. Em cũng vào ăn cơm đây. Trời ơi ngon quá. Ôi dồi ôi. Mẹ chồng em ăn nghe tiếng kim chi giòn nữa là giòn.